Trong video này, kênh Kho Tư liệu Xây dựng xin kính giới thiệu đến quý vị về một cái cầu vượt đường bộ, tức là cái cầu để giúp người đi bộ băng qua đường. Thì trong cái kênh Kho Tư liệu Xây dựng của chúng tôi cũng có rất là nhiều cái video về cái cầu cạn như thế này, với rất là nhiều cái công năng khác nhau và nhiều cái kết cấu kiến trúc khác nhau. Đây là một cái cầu vượt để cho việc lưu thông từ hai cái bên của một cái bệnh viện, tức là đây là một cái khu này của một cái bệnh viện. Người ta sẽ đi qua, bệnh nhân nào mà có thể tự di chuyển được á, hoặc người thân dẫn để di chuyển được, cũng như là những người nhà của bệnh nhân, các y bác sĩ thì có thể thông qua cái cầu vượt này để đi qua đường, đi băng qua đường và đi qua cái khu bên kia của bệnh viện một cách an toàn, tiện lợi và nhanh chóng. Tức là chúng ta không phải băng qua cái đường cùng mức, có thể mất thời gian chờ xe, hoặc là có thể có những cái tai nạn đáng tiếc. Với cái cầu này thì nó rất là an toàn. Thì trong kênh của chúng tôi cũng có rất là nhiều kiểu kết cấu. Vui lòng không quay phim chụp ảnh giùm em cái. Thì cái đây là cái đường mà chúng tôi đi lên trên cái cầu vượt đây. Chúng tôi sẽ quay cái bên trong cái cầu. Đây là cái cầu bằng bê tông. Đây là bên trong làm này, thì người ta lát các bạn đá. Hai bên thì có lan can, lan can kiến không bị nóc, mái có mái che. Đây là cái trần bên dưới cái mái che, rồi để mà chống tạt, chống mưa tạt á, thì nó có cái dàn lá sách này, lá sách là chống mưa tạt và giảm bớt cái ảnh hưởng trực tiếp của cái ánh nắng mặt trời á, vào cái khu vực này trong trường hợp là trời quá nắng. Thì trong cái kênh của chúng tôi cũng có rất là nhiều cái cầu như thế này, rồi người ta có thể là bằng kết cấu thép, rồi có thể bằng kết cấu bê tông, cũng có thể là một phần là kết cấu bê tông, một phần kết cấu thép kết hợp với nhau. Rồi có thể là có cái cầu bằng các cái chất liệu, nhiều loại chất liệu kết hợp lại với nhau. Còn về công năng thì có thể là đơn giản là băng từ bên này đường qua bên kia đường thôi, cũng có thể là băng từ cái phần công viên bên này qua phần công viên bên kia, bên kia đường, rồi có thể là bên này nhà hàng tiệc cưới qua bên kia, hai cái khu của cùng một cái nhà hàng tiệc cưới nằm hai bên đường, có thể là bên chợ, rồi cũng có thể là hai bên trường học, vân vân. Bây giờ chúng tôi sẽ quay cái theo cái hướng đi từ trên cầu vượt, đi xuống, xuống tầng trệt, xuống sân của một bên cái bệnh viện. Hai bên thì có lan can. Cũng phải rất là chắc chắn vì cái công trình này nó phục vụ cho nhiều người, cho cái
nó mang cái tính công cộng, cho nên mọi thứ nó cần phải chắc chắn an toàn. Đây là cái bên hông và cái dạ dưới thì người ta dùng cái tấm alo để người ta ốp. Thay vì chúng ta tô cái bề mặt bê tông rồi sơn nước thì có thể nó khó khăn, do là có xe cộ lưu thông nhiều thì người ta dùng cái chất liệu alo để việc thi công nhanh cũng như là công tác bảo trì bảo dưỡng nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Đây là cái kết cấu, cái trụ đỡ của cái cầu thì hai bên sẽ có hai cái trụ như này, hai bên đường đó. Đây chúng tôi sẽ quay cái trụ bên này đường đi, nó sẽ gần hơn. Đây, nó có cái trụ tròn, nó có hai cái console hai bên để đỡ cái bảng của cái cầu, trụ tròn. Và xuống dưới chân trụ là chúng ta sẽ liên kết vào cái khối móng bê tông cái thép ở dưới á, bằng rất là nhiều cái bù lông như này. Còn dưới cái móng ở dưới thì tùy theo cái địa chất đất, có thể đó là một khối móng bê tông móng đơn thôi, dạng như móng đơn hoặc là móng bè nếu là đất nó tốt. Còn nếu mà trường hợp đất yếu thì người ta có thể khoan cục nhồi hoặc là ép cặp cái đồng cái thép. Rồi nó sẽ có những cái bảng thang, cái cầu thang ấy, để mình từ lưu thông từ cái cầu vượt đó xuống các cái vỉa hè hoặc là cái sân. Trong trường hợp này thì là cái kết cấu cầu là bằng thép, còn cái kết cấu bảng thang này thì là bằng bê tông. Cái việc thi công bê tông này thì nó nhanh hơn. Nó ít có ảnh hưởng tới việc lưu thông thì người ta dùng bê tông vì nó nằm bên trong khuôn viên của bệnh viện, và đồng thời cái kết cấu bê tông nó sẽ giữ cho cái cầu nó được ổn định hơn, có thể là giá thành nó cũng sẽ rẻ hơn nữa. Còn đối với cái cầu chính thì do nó băng qua đường cho nên người ta chọn cái kết cấu thép để giúp cho việc thi công nó nhanh hơn. Nó sẽ có thể là sẽ lắp ráp vào ban đêm, cái lúc mà xe cộ lưu thông ít, nó sẽ nhanh hơn, nó tiết kiệm kinh phí hơn là cái cầu bê tông. Đây là cái mái che trên cái cầu vượt á, chúng tôi quay từ trên cao xuống á, thì nó cũng là một cái máy tôn bình thường thôi, cũng có cái nóc, rồi có hai cái xeno hai bên. Đây là cái tuyến đường đi bên dưới đây. Đây là cái vị trí của một cái khu bệnh viện cũ á. Còn đây là cái khu vực cái bệnh viện mới. Chúng tôi đang đứng ở cái tầng thứ tư để mà quay cái đoạn video, cái góc quay từ trên cao xuống để quý vị tham khảo cái mái che của cái cầu vượt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này. Quý vị có thể bấm đăng ký kênh để được chúng tôi cập nhật liên tục những video mà chúng tôi quay từ thực tế các công trình rồi post lên kênh hàng ngày để phục vụ quý vị. Khi bấm đăng ký thì quý vị nhớ bấm lên vào cái